Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Mình đã từng chia sẻ nhiều cách trồng trên những loại chậu và những chất trồng khác nhau để giúp cho những cây hoa phong lan mau phát triển rễ. Hôm nay mình chia sẻ một cách trồng mới để những cây hoa phong lan yếu ớt và hư rễ. Cây sẽ luôn khỏe mạnh. Với một cách trồng rất mới là sử dụng những viên đá trân châu rất nhẹ và thoáng, giúp những cây hoa lan luôn có được nhiều hoa. Khi những cây hoa lan đã bị hư rễ, bạn cần phải gỡ bỏ hết chất trồng cũ, đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát trong 5 ngày để những chiếc rễ này sẽ khô và vi khuẩn không phát triển được. Đến giai đoạn này, hãy cắt bỏ hết những rễ bị hư. Những chiếc rễ này còn rất tốt, là điều kiện để chúng ta phục hồi cây rất nhanh chóng. Chúng ta sử dụng một thìa nhỏ bột nghệ giúp cho cây luôn được kháng khuẩn và khử trùng, và bột nghệ sẽ giúp cho cây rất nhanh phát triển rễ. Cho vào nửa lít nước, hãy lọc lấy nước này. Sử dụng nước này, các bạn hãy chăm sóc cho các chiếc lá. Và cách làm này sẽ giúp cho cây không bị nấm. Các bạn hãy lau đều hai mặt lá, vì những loại côn trùng và vi khuẩn thường hay ẩn nấp dưới mặt lá. Chúng ta sẽ đặt cả bộ rễ vào đây. Các bạn cần phải để trong khoảng thời gian 30 phút. Sau đó hãy lấy ra. Và các bạn sử dụng bột nghệ này giúp cho vết cắt của lá nhanh khô và lành lại.
chúng ta sử dụng sỏi đã được rửa thật sạch. Và mình sẽ đặt cây hoa lan vào. Sau đó hãy cho những hạt đá trân châu này vào. Sau đó các bạn cho một ít sỏi vào chậu thứ hai. Và chúng ta cho một ít nước vào. Và mình rất dễ dàng lấy chậu ra để thay nước. Sau đó các bạn tưới một ít nước vừa đủ ẩm. Và nước không quá nhiều, chỉ vừa ngập vào phần sỏi. Độ ẩm sẽ luôn được duy trì. Và cách làm này sẽ giúp cho cây rất nhanh ra rễ. 2 ngày một lần, các bạn hãy phun sương để giúp cho những chiếc lá được giữ ẩm. Và với cây hoa lan này, mình đã trồng theo cách này. Chiếc lá rất xanh và khỏe mạnh. Rễ phát triển rất tốt. Nước sẽ luôn duy trì, giúp cho chậu cây được giữ ẩm. Và cách làm này các bạn không cần tưới thường xuyên cho cây khi cây đã phát triển tốt. Chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng từ từ để giúp cho cây quang hợp được tốt hơn. Và với cách làm đơn giản này, những cây hoa phong lan của chúng ta rất mau phát triển dù cây yếu ớt. Mầm hoa sẽ nhiều. Mình có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.